Quay lại vấn đề chính thì hôm nay mình lên cho anh em một bé SH. SH này SH 150. Việc kiểu ý nha anh em, là SH việc kiểu ý. Mà nếu SH 150 bây giờ nguyên một con xe zin chính chủ hết luôn thì nó rơi vào tả xe đẹp nha anh em, xe đẹp, xe zin giống chất xe giống con này đi thì nó rơi tầm là tầm khoảng 130 mấy triệu một xe. Nhưng con này anh em, con này mình bán với giá cho anh em á là 109 triệu, bao cho anh em sang tên toàn quốc, bao anh em ra tên luôn, hỗ trợ anh em rút gốc sang tên. Con này nó đang đi biển số tỉnh nha anh em, thì mình sẽ bao cho anh em ra tên Sài Gòn hay là anh em ở tỉnh nào mình sẽ bao cho anh em ra hết, 109 triệu thôi anh em. Anh em biết sao mà nó rẻ không anh em? Con này á chất xe là zin nguyên con hết nha anh em, áo zin, nói chung là tất cả IC điện nước là zin hết, bảo hành cho anh em tại cửa hàng của mình hết. Mà chủ xe trước anh em, chủ xe trước không biết hay sao đó thì có rớt đầu cạo khói nha, nên mình bán với cái giá rất là rẻ, rẻ hơn 20 mấy triệu anh em. Con này 109 triệu, một SH 150 việc kiểu ý nha anh em. Đó, số máy của nó là 5 500 5001 của anh em. Xe là cực kỳ đẹp nha anh em, cameraman lướt lại xe nha, xe là cực kỳ đẹp, trắng sport ti anh em, trắng sport ti là zin nguyên con nha anh em. Đó, xe là không lai cái gì hết nha, áo zin, mâm zin, máy móc điện nước sạc điện bình xăng, IC zin hết nha anh em, giá cực kỳ rẻ cho anh em chơi nha. SH 150 nhập ý, bảo hành tại cửa hàng của mình nha, mình bảo hành tại cửa hàng của mình hết tất cả điện nước tất cả hết nha anh em. Đó, cực kỳ rẻ luôn nha anh em, xe này đang đi biển số Cần Thơ, mình sẽ hỗ trợ rút gốc sang tên cho anh em hết luôn, cực kỳ rẻ luôn anh em, có 109 triệu 150 việc kiểu ý nha anh em. Có xe ý là khỏi bàn cãi nữa nha anh em ơi, áo zin cực kỳ đẹp nha. Đó rồi, anh em nào quan tâm thì nhấc cái máy lên alo cho mình nha anh em, bên mình còn rất nhiều SH cho anh em ghé lựa nha.